Khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 2, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 2, xã Trúc Sơn, huyện Cư Chút, tỉnh Đắk Nông, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy, khiến hai người đàn ông thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách Việt Tân Phát, biển kiểm soát 51B19069, chưa rõ danh tính tài xế, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk. Khi chạy đến địa điểm trên, đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 48E109632. Trên xe có ông Hà Khắc Sơn, 52 tuổi và ông Phạm Văn Dương, 62 tuổi, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến ông Sơn và ông Dương ngã văng xuống đường. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe khách. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Cư Chút. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Dương đã tử vong. Ông Sơn tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực trên bị ách tắc cục bộ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.